Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ đang là chiều thứ sáu, thì đúng ra là mình sẽ đi chợ, đi siêu thị vào cuối tuần. Nhưng mà khi mà mình xem dự báo thời tiết á, thì báo là cuối tuần này trời sẽ mưa. Cho nên là mình tranh thủ buổi chiều thứ sáu làm việc xong thì mình đi siêu thị luôn. Lý do mà mình không có đi siêu thị vào ngày trời mưa á, mình hầu như là sẽ không đi ra đường vào ngày trời mưa luôn. Bởi vì là vào ngày trời mưa á, thì mấy cái con sen trần á, nó nhoi lên rất là nhiều luôn. Con sen trần là những con sen mà nó không có vỏ. Mình sẽ cố gắng tìm một cái hình để lên cho mọi người cùng coi. Con đó nó rất là đáng sợ. Cái phía trước nhà mình bây giờ người ta đang sửa lại, cho nên là ở đây nó không có cái cầu thang. Nhưng mà mình cũng không có đi qua bên mấy cái đám cỏ kia để đi, mình sẽ leo lên đường này. Bởi vì cũng là vì lý do là mình sợ con sen đó, nó nằm ở dưới cỏ rất là nhiều luôn. Ngày mà trời mưa á, là nó sẽ nhoi lên giống y như là trùng ở mình đó. Rồi mình sẽ đi lên đây. Bây giờ là mình đi siêu thị, mình chỉ đi để mua một ít trái cây thôi. Hi hi. Đây là cái hộp thư của mình. Mình đang chờ một số giấy tờ nó về, không biết có chưa. Đi kiểm tra thử. Chưa có luôn. Gần nhà mình thì có cái nhà trẻ ở đây. Bây giờ người ta bắt đầu đi đón con. Thành phố mà mình ở là thành phố Oslo, là thủ đô của Na Uy. Nhưng mà mình ở cách trung tâm thành phố 7-8 cây số, cho nên là cái chỗ này nó cũng như ở quê luôn. Ồ, có cái cây. Cây này cây gì nó ra trái nhìn cũng đẹp ghê. Từ nhà mình đi siêu thị thì khoảng đi bộ khoảng chừng 8 phút. Ở đây nó cũng giống như ở Đan Mạch á, là ở trong mỗi khu phố thì người ta thường để những cái thùng như thế này để mà những cái đồ áo quần, giày dép cũ á, thì mình có thể bỏ vô đó. Hội chữ thập đỏ người ta sẽ đem về bán và lấy cái số tiền đó để giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ. Sống ở cái khu này á, mình không hề có một xíu cảm giác là đang ở thành phố luôn. Dọc trên cái đường đi á, thì người ta có treo những cái sọt rác để mọi người đoán, có đoán được là để làm gì không? Đây. Đó. Người ta treo lên trên như này. Thì đó là những cái sọt rác mà để người đi đường, người ta dắt chó đi dạo á. Khi mà chó ị thì người ta sẽ hốt và bỏ vào trong đó. Ở đây nó có một cái khu vui chơi nhỏ nhỏ dành cho cái khu này nè. Còn siêu thị thì nó nằm ở phía bên kia. Cái siêu thị mà mình sẽ đi vào mua đồ. Trong một cái video mà mình đã kể với mọi người á, là mình đi tới cái siêu thị Joker này để mình mua cherry đó. Thì đây là chính là cái siêu thị mà mình đã kể. Đồ ở đây thì nó hơi đắt hơn những siêu thị khác, nhưng mà được cái là nó gần nhà nên mình cũng hay đi. Ồ, nhiều hoa chưa? Mình sẽ mua cherry bữa nay, nó rẻ hơn một chút nhưng mà nó vẫn còn rất là mắc. Đây, một ký cherry là 160.
blueberry có vẻ rẻ nè. Mình sẽ mua một ít blueberry, một ít dâu. Ồ, hoa ly cũng khá là rẻ. Rồi, đây là một cái siêu thị khá là nhỏ, nhưng mà với những cái nhu cầu thiết yếu thì ở đây hầu như là đều có. Cho nên là nếu mà mình cần những cái gì đó mà mình không có đi những cái siêu thị kia được á, thì mình có thể qua đây để mua. Nó là mắc hơn nhưng mà nó cũng chỉ có một vài món đắt hơn một chút thôi, chứ không phải là đắt hơn gấp mấy lần. Cho nên là đi ở đây thì cũng ok. Ở đây là quầy rau này. Ở phía trong này thì có trứng cá nè, rồi thịt nè, xúc xích, bơ và nhiều cái đồ khác nữa. Rồi sữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ ra tính tiền. Mình đã mua được một số thứ rồi. Như vậy là mình đã vừa đi siêu thị mua rau và trái cây xong. Và mình còn mua một bó hoa nữa. Cái bó hoa ly này á, thì nó khoảng hơn 100 nghìn một chút. Ở nhà mình á, thì toàn bộ là đều là màu trắng, nên là nhìn cái nhà nó hơi đơn điệu. Nên là mình thường sẽ mua một bó hoa để cắm ở trong nhà, nhìn cho nó sinh động hơn, vui tươi hơn. Ui, lúc nào đi siêu thị á, thì mình cũng xách cái túi này. Đó, cái túi này mình dùng đi dùng lại chứ không có lấy túi của siêu thị, để hạn chế sử dụng rác nhựa, bảo vệ môi trường. Bây giờ về nhà mình sẽ vào bếp và hướng dẫn mọi người làm một món ăn quê hương rất là đơn giản mà cũng rất là ngon. Cái món này thì lúc mà mình còn nhỏ thì hay được bà nội làm cho ăn. Sau này lớn lên thì rất là ít lần được ăn, mà cũng sau này rồi mình đi học xa thì cũng không còn được ăn nhiều nữa. Tự nhiên ngày hôm đó mẹ mình gửi tin nhắn và gửi cái hình qua thì mình thấy rất là thèm. Mà đọc cách làm thì nó thấy nó rất là dễ, mà không hiểu sao cả giống như là cả gần 10 năm nay mình có không có ăn lại, cũng không làm món đó luôn. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm và sẽ chia sẻ với mọi người về một cái kỷ niệm hồi còn nhỏ của mình, của cả gia đình luôn. Nói chung là cả gia đình mình đều rất là thích món này, và khi mà được ăn lại thì cũng đều rất là nhớ bà nội. Đây là cái nhà trẻ này. Nhìn từ ở đây thì có thể nhìn xuống thành phố. Hôm nay trời đẹp, mây bồng bềnh, nhìn mây cứ cuồn cuộn, thấy đẹp quá. Từ đây nhìn xuống á, ở phía bên kia chính là cái Oslo Fjord, là cái vịnh của vịnh Oslo đó. Thì cái vịnh Oslo á, nó cũng rất là đẹp và nó nằm trong top 10 vịnh đẹp nhất ở Na Uy. Có vẻ như là trời đã vào thu cho nên là nhiệt độ bây giờ chỉ còn có mười mấy độ thôi. Đi ra ngoài thì mình phải bận thêm áo khoác. Ngày hôm nay thì sau khi đi siêu thị về, mình sẽ cắm hoa trước. Sau đó thì mình sẽ làm cái món mà mình đã giới thiệu khi nãy. Thì cái món này nó giống như là món đậu khuôn của mình, đậu hũ á, nhưng mà mình sẽ làm bằng đậu xanh chứ không phải là bằng đậu nành. Thì đây là cái đậu mà mình đã ngâm từ hồi sáng. Và việc đầu tiên là mình sẽ rửa đậu cho sạch một lần nữa, và sau đó thì mình sẽ đem đi xay. Cái này thì ngày xưa bà nội mình sẽ xay bằng cối đá. Thì cái giai đoạn mà xay đậu á, là giai đoạn cực nhất. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có máy xay rồi, cho nên là cái món này nó trở nên rất là dễ dàng. Sau khi mà rửa sạch xong thì mình sẽ cho vào máy xay và bắt đầu xay lên. Trước khi xay thì mình sẽ bỏ thêm một chút xíu nước, sau đó bỏ một chút tiêu, một chút hạt nêm từ nấm và một chút muối. Món này dùng để ăn chay cũng rất là ngon, và làm thì đơn giản hơn là làm đậu khuôn bằng đậu nành rất là nhiều. Mình có thể cho thêm một ít hành tím vào để tăng thêm hương vị cho cái món này.
Sau khi xay xong rồi thì mình sẽ đổ tất cả vào một cái khuôn như thế này. Tại vì mình không có cái nồi nào to vừa để hấp cái khuôn này, cho nên mình sẽ hấp bằng lò nước. Và để tạo một cái môi trường nó giống mới hấp thì mình đổ nước vào trong cái khay nước, sau đó sẽ cho vào lò. Còn đối với cái khay mà đựng đậu này thì mình dùng một cái tờ giấy bạc để mình đậy lên, làm sao cho nó có cái môi trường giống giống với khi mà mình hấp ở trong nồi. Để hấp như thế này thì mình để nhiệt độ lò là 250 độ C, lửa trên và lửa dưới trong vòng 20 phút. Bây giờ thì nước bên trong đã sôi và nhìn nó khá là giống khi mà mình hấp ở trong nồi. Sau 20 phút thì mình mở lò ra để mình xem là đậu có chín chưa. Cái cách để mà mình kiểm tra nó chín hay là không á, thì lấy một chiếc đũa cho vào trong cái bánh của mình. Nếu mà nó còn dính trong đũa thì có nghĩa là chưa chín. Thì ở đây nó còn hơi dính, cho nên mình sẽ nướng tiếp trong vòng khoảng 10 phút nữa. Thường thì khi làm việc chân tay, mình hay mở một cái đoạn sách nào đó, hoặc là một đoạn nhạc, hoặc là một cái game show, vừa nghe và vừa làm việc cho vui. Vậy là bánh đã chín, bây giờ mình đem ra ngoài và để cho nó nguội một chút. Sau khi bánh nguội thì mình ấn vào, mình sẽ cảm thấy là nó rất là chắc. Và bây giờ mình sẽ lấy dao và cắt ra giống y như là cắt đậu khuôn của mình luôn. Mọi người thấy món này nó có dễ không? Và đặc biệt á, là cái mùi của nó rất là đặc trưng, mà chỉ có làm cái này thì mình mới nghe được cái mùi này thôi. Nó không có ở bất cứ đâu khác hết. Thông thường thì cái mùi hương nó rất là gợi nhớ kỷ niệm, mà đặc biệt ở đây là mùi vị của đồ ăn nữa, thì nó làm cho mình càng nhớ về bà nội của mình hơn. Với cái số lượng đậu như thế này thì mình đã làm ra được một dĩa đậu khuôn bằng đậu xanh gồm 8 miếng như thế này. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ đem mình chiên lên cho nó thơm và giòn hơn. Sau khi mà hấp xong thì nó cũng đã chín và mình đã có thể ăn được rồi. Nhưng mà khi mình chiên lên thì cái món nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Như vậy là món đậu khuôn làm từ đậu xanh của mình đã hoàn thành. Món này có thể ăn chay, có thể ăn mặn đều được, có thể chấm nước tương, nước mắm đều được, có thể đem kho với thịt đều được. Và mình hy vọng là mọi người đã thích video của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye! Chưa? Được thôi chờ.